very fresh. It is very fresh. Great. Wow. Oh my god. Oh my god. Oh my god. It is here now. I like you very much. Oh my god. No, cannot. Oh. Không được thôi, không được. Xin chào. Chào mừng các quý vị đến tham quan và du lịch ở thành phố Đà Nẵng. Chào mừng quý vị đến với biển Mỹ Khê, đến với bán đảo Sơn Trà, đến thăm Cầu Rồng, đến thăm Bà Nà. Những ngày tham quan của quý vị đã xong, vậy thì bây giờ là cái thời điểm đi ăn đúng không ạ? Quý vị biết nơi nào để chọn cho mình một cái quán ăn ngon chưa? Nếu chưa thì hãy theo dõi cái video dưới đây để chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị một cái điểm ăn uống rất là ngon, rất là tươi, giá cả mềm. Phải chăng? Đó chính là quán hải sản Baro. Yes, ladies and gentlemen, we are going to introduce the seafood restaurant by the beach, by the foot of Sơn Trà Peninsula. For fresh seafood, the price is very soft. It means that it's budget right with seafood. And of course, the space is very huge. It's available for tourists and local people. Right, let's come follow me. I will show you to eat seafood in here. Seafood restaurant Baro. Come in, please. À, Baro đến làm nghề đến cả luôn. Là mình bán luôn. Mình lấy vô mình bán. Dạ, đèn chi nó tươi như thế này, nhìn nó quá tươi. À, dạ. À, con này tươi rói đúng không? Ladies and gentlemen, you see the fish. This is a squid, but it's so fresh because it was fishing by the owner boat. They were in the ocean for a long time and about some hours, and then they took fish like this. Okay, so this is the color, fresh color, very fresh color. This one, this means that very fresh, very fresh. And if this one can become into the bowl with hot water, I would like eating with this one with some vegetable. Okay, I see, it's so good. Wow, I like not only this one, but also this one. Wow, excellent. I see oyster. Yes, and mussel. Wow, very good. So very good sauce and very hot with salt, pepper and chili. Wow, excellent. In Vietnam we do eat this one. We like eating this one very much. Yes, excellent. And of course the oyster, one of the good food for men, healthy food for men, oyster. Wow, yes. So now we will enjoy one of the food, famous seafood in this one. Xin mời. Ngon, rất là ngon. Yes. So ladies and gentlemen, we are eating the oyster together with my friend from Korea. His name is Lim. Yes, this is the oyster, sea oyster. It could be very healthy, happy for men. Medicine for men, for strong health. Yes. Okay. So let's enjoy. Yes. We will put the sauce into here. This one. The sauce including salt,
pepper and chili. Yeah. Okay. Ăn thôi. Ăn thôi, ăn thôi. Rất ngon, rất ngon. Ngon quá. Hôm nay anh có rảnh không? Thời thời tiết như thế này có rảnh không? Hơi lạnh. Trời mưa nữa. Anh có thường đi ăn hải sản ở Đà Nẵng không? Hôm nay tôi là người địa phương, tôi dẫn bạn đến một quán ăn hải sản rất tươi, ngon, nhưng mà giá rẻ. Quán này giá rất là địa phương, giá rẻ thôi, mềm lắm, nhìn nhé, mà ngon, đúng không? Ở đây là ở Sơn Trà, Đà Nẵng. Cách biển Mỹ Khê không xa đâu. Quán này cách biển Mỹ Khê không xa, nhưng mà lại là quán nổi tiếng, người địa phương đến ăn rất nhiều, khách du lịch đến ăn cũng rất nhiều. Quán này quán nổi tiếng rồi. Quán này nổi tiếng. Đông người Việt, người Việt, người Việt Nam, còn người nước ngoài nữa. Ngon quá. Thời tiết này các bạn, thời tiết này ăn cái món mà nó nóng, hấp nóng như thế này. Như món chip chip nóng này có xả, thật là ngon. Xả, ớt, ớt ngon. Này người ta nấu có cái ớt này này, ớt nữa người, ớt, xả. Ngon quá. Rau thơm, rau thơm, đúng không? Ngon lắm. Ăn một lá thôi, ăn một lá thôi. Một lá, có rồi. Ăn nhiều luôn. Ok. No, cannot. Không được thôi, không được. Vì ơi, đây đặc biệt quá. Cá mú ở Thái lát ra nhỏ rồi quý vị. We have a slice of the grouper here eating as the sashimi. Yes. Of course, this is still very fresh. Very fresh. It hasn't cooked yet.
led. Ô, oh, tiếp theo này, cá mú này nè, cá mú này nè. Wow, món tiếp theo. Wow, để lấy dùng con cô. Có gì mà ngon thế này? Wow. This is the steam of the grouper. Steam grouper, wow. And I think the grouper was just steamed with the soy sauce. So we will eat the meat. Wait a moment, I think we will try the sashimi. Would you like to do it? You do it. I will follow you. Okay. We will eat like a Japanese Korean style. Korean style in Japanese. Sorry. Here we go. Em ơi, cái này là ăn tươi bóng gì? Sashimi à? Sashimi. Mình cuốn rồi em, mình cuốn cái à? Cuốn cái cắm cái này. Cái này có phải bù tạt không? Bù tạt. Wait a moment, wait a chút. This one must be put in here first. Put in here? Yeah, this is with lime, with lemon. To make the fish well cooked. Okay. Well cooked. Yes, well cooked. Yes. Mm. And then would you like to put some more vegetable? Mm. This one. Right. And roll. Okay. Right? This one. Oh. This one. Wow. What is this for? This is for the steam water. This is a vegetable. Fresh, rich vegetable. It's very fresh. Yes, rich vegetable. Grouper. Cảm ơn nhiều. Thì ngon quá. Rồi thưa quý vị, chỉ có một, chúng tôi order một con cá mú khoảng 1,2 kg thì bây giờ là nhà hàng Bà Lô đã làm 3 món, chế biến 3 món. Món sashimi cuốn cải này, sashimi cuốn cải này. Rồi món thứ hai nữa sẽ là món hấp xì dầu. Cá mú hấp xì dầu. Cá mú hấp xì dầu. Rồi cá mú hấp xì dầu cũng cuốn với bên tráng và rau sống quý vị. Cuốn với bên tráng và rau sống. Thêm một món nữa lát người nhà hàng mang ra đó là cháo. Cháo đầu cá mú. Ồ. Chắc chắn là một bữa ăn bình dân nhưng mà là mình thưởng thức được rất là nhiều vì cách chế biến của cái nhà hàng này. Thì khi quý vị tin đến một cái nơi ăn uống thì quý vị chắc chắn cũng tin nghĩ đến cái món ăn đó nó có hợp lý về cái mặt giá cả hay không, và đặc biệt là có tươi hay không, và cái thứ ba quý vị chú ý đến là cách chế biến, đúng không ạ? Cách chế biến thì chắc chắn ở đây là cái cách chế biến rất phong phú, và điều đó làm chúng tôi vui khi chúng tôi chọn nhà hàng của Bà Rô để đến ăn. Chấm vào đây. Đây là lá cải. Đây, mình bỏ cá mú tươi nhúng vào nước chanh. Nước chanh ở đây cho nó chín nha. Sau bỏ, mình bỏ một số gia vị rau ngò bên đây. Sau đó thêm một cái rau thơm, rau cuốn.
ta bắt đầu cuốn ha. Cuốn ra. Đây cuốn. Đây. Chấm vào cái này. Cái này Hàn Quốc gọi là gì? Cái tiếng Anh gọi là gì? Soja. Mustard. You see the mustard? So it would be very, very hot for my nose. If I put this one in here and put to the mouth, it would be... phải quay nữa rồi. And now I will eat the sesame grouper with the mustard. Yes. Wow, I will try. Rồi ăn cái món này nha quý vị, ăn cái này cay lắm, cái mùi lắm mà quý vị nhìn nè, cay lắm. This would be very hot for my nose, certainly, but I would try. Very careful. Cay quá. Hot. Wow. Oh my god. Wow. Mm. Ngon lắm. Ngon lắm. Oh. Sashimi ăn mùa đông tuyệt vời. Winter and sashimi and mustard. Yeah, you see rice paper, rice paper. Okay, I will take the food of the grouper. Grouper, yeah. Grouper, yeah. And then some vegetable. Wow. I start to roll now. Roll it. Wow. Okay, this is the hot paper roll. Very good. And then the whistle. Good. Anh Linh sống ở Việt Nam nhiều rồi, lâu rồi. Anh có biết là Sơn Tùng MTP không? Sơn Tùng MTP. Sơn Tùng MTP rồi. Idol. Ca sĩ. Hát nhạc hay lắm, dành cho giới trẻ. Mì tôm. Vâng. Người lớn tuổi thôi. Và Đức Phúc nữa. Đức Phúc là học trò. Mì tôm. Anh biết nhiều quá. Biết nhiều. Bây giờ trên đây anh có biết Hiếu PC không? Hiếu PC biết chưa biết ạ? Ừ. Hiếu PC là một hacker nổi tiếng. Hiếu PC là hacker nổi tiếng của Việt Nam. Việt
Phil ở Mỹ. Mr. Hill PC is a hacker in the United States. But he was caught in the United States by the FBI. FBI, because he hacked. The system of the computer, for security. He was put into prison in the United States. He's very good at hacking. Network. Yeah. 14 years in the prison. But only 7 years. He was released. Now he is becoming one of the staff of the Vietnam National Space. Vietnam. He came back to Vietnam to work for the National Space. Yes. The space. Like NASA. NASA. US. Yes. US NASA. Súp ngon lắm à? Súp này ngon lắm. Hộp xì dầu. Hộp có nghĩa là súp. Hộp là xì. Tim. Hộp với xì dầu. Tim với sơn da xanh. Okay. With the soy sauce. Mình cuốn cam bú với bánh tráng và rau sống đó quý vị. Thì trong cái rau sống này có cái đặc biệt đây là lá hè này rất tốt cho việc phong cầm cúng. Wow, this is the view. Very good view. It's good, right? Only 839,000 đồng. Good price for everything for three people. Yeah. So thank you very much for watching with us, for enjoying the seafood with us. And this is a recommended place for you to come to have a seafood in Da Nang City. Thank you. Please like, share, comment this video. Thank you very much. Have a good day. Bye-bye.